thấy mèo bị vật thể lạ kéo đi trong đêm, thanh niên chết lặng chỉ biết gọi trong vô vọng. Khuya rồi nhưng mèo nhà mình vẫn chơi trên mái nhà hàng xóm. Nam thanh niên sợ nó đi lạc nên nhanh chóng gọi về. Tuy nhiên, hành động tiếp theo của con mèo khiến chàng trai hốt hoảng. Nghe tiếng chủ gọi, bé mèo liền chạy về nhà. Đi gần tới ban công thì bỗng nhiên nó giật lùi, quay người lại. Nam thanh niên thấy lạ, gọi mèo thêm vài lần nữa. Bất ngờ, con mèo trở nên khác thường. Nó liên tục dướn người về phía chủ nhân của mình, nhưng chân thì lại không thể bước đi được. Cứ thế, không thể kiểm soát bản thân, con mèo bước lùi theo vòng tròn một lúc, giống như có ai đó đang nắm đuôi nó kéo đi vậy. Chàng trai thấy mèo cư xử lạ lùng thì hoang mang, lo lắng. Mặc cho chủ nhân liên tục gọi tên để nó nhanh trở về nhà, con mèo lại đột nhiên nhìn về hướng có bóng tối rồi đi sang bên đó. Lúc này, nam thanh niên bắt đầu hoảng sợ, không hiểu tại sao đột nhiên mèo nhà mình lại có những hành động kỳ lạ đến như vậy. Cộng đồng mạng cũng lạnh sống lưng, cho rằng đang có một vong hồn nào đó lảng vảng quanh con mèo, dẫn dụ cố tình làm hại nó. Bởi vì những con vật như mèo và chó rất nhạy cảm với phần âm, chắc hẳn nó đã nhìn thấy thứ gì đó không giống con người. Lúc sau, con mèo nhìn về phía bóng tối là nhìn cái gì vậy trời? Nhìn giống như có ai đó đang kéo bé mèo đi ấy, tự nhiên nổi cả da gà này. Mấy con mèo nhạy cảm với âm khí lắm nhá. Chủ thớt cẩn thận, khéo có khách không mời đang vất vưởng quanh nhà. Còn bạn, bạn có nghĩ con mèo trong video đã gặp phải hồn ma hay không? Hãy comment ngay bên dưới cho chúng mình biết với nhé.